Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Mình là Quân. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp mẫu cấu trúc nào trong chương trình sơ cấp N5. Các bạn hãy cùng theo dõi với mình nha. Không biết các bé nói gì với nhau ta, chúng ta xem thử nha. Asan desu ka? Hey. Asan desu ka? Hey. Ở video trước chúng ta đã được học về câu danh từ khẳng định kết thúc bằng des. Và khi một câu khẳng định có thêm cá vào cuối câu thì nó sẽ trở thành câu hỏi nghi vấn. Thế trong trường hợp này chúng ta sẽ dịch an sàng des cá là gì đây các bạn? À, là bạn an phải không? Vâng, tôi đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về câu hỏi nghi vấn. Chúng ta cùng đi vào phần cấu trúc nào. Danh từ 1 và danh từ 2 des cá. Vì là câu hỏi cho nên chữ cá cuối câu các bạn nhớ đọc cao giọng lên nha. Có nghĩa là gì đây? À, danh từ 1 là danh từ 2 phải không? Nếu trong trường hợp phải thì chúng ta sẽ trả lời là hay danh từ 2 des, nghĩa là vâng là danh từ 2. Còn nếu không phải thì chúng ta sẽ trả lời là ie danh từ 2 zarimasen, nghĩa là không, không phải là danh từ 2. Đây là câu hỏi xác nhận, vì vậy khi trả lời các bạn nhớ có hay hoặc là ie nha. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng đi qua các mẫu ví dụ nào. À, ở đây có hai chị gái đang ngồi uống cà phê và trên sân khấu có một chị ca sĩ đang mặc kimono và hát tiếng Nhật rất là say sưa. Có lẽ chính vì vậy mà chị gái áo xanh đã hỏi bạn mình là người Nhật phải không? Vậy thì chị sẽ hỏi như thế nào đây ta? Anohito wa nihonjin desu ka? Hey, nihonjin desu. Anohito wa nihonjin desu ka? Hey, nihonjin desu. Nghĩa là gì đây các bạn? À, người kia là người Nhật phải không? Vâng, là người Nhật. Còn trong trường hợp chúng ta muốn phủ định thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào đây? À, ie nihonjin zarimasen. Ie nihonjin zarimasen. Chúng ta cùng đến ví dụ tiếp theo nào. Không biết bé hỏi mẹ mình điều gì đây? Chúng ta hãy đón xem nha. Mama, baba wa isa desu ka? Mama, baba wa isa desu ka? Mẹ ơi, ba có phải là bác sĩ không? Mẹ đã trả lời là ie kenkyu sa desu. Yeah, kenkyu sa desu. Không, là nhà nghiên cứu. Ở đây thay vì người mẹ phủ định rồi sau đó khẳng định lại thì người mẹ có thể khẳng định trực tiếp luôn nha các bạn. Bên cạnh câu hỏi xác nhận trả lời bằng hay gì ơi, chúng ta còn có câu hỏi có từ để hỏi. Cũng giống như ở đây chúng ta có anata wa nansai desu ka? Yusai desu. Kyusai desu. Anata wa nansai desu ka? Yusai desu. Kyusai desu. Chúng ta cùng dịch nào. À, các em bao nhiêu tuổi? Dạ 11 tuổi, dạ 9 tuổi. Còn ở ví dụ này thì sao các bạn? À, khi mà nhìn thấy bạn của mình đang vẫy tay với một người đứng ở dưới lầu thì bé gái áo sáp nó hỏi bạn mình là người kia là ai vậy? Bé sẽ hỏi như thế nào đây? Anohito wa dare desu ka? Anohito wa dare desu ka? Người kia là ai vậy? Isan desu. Kangoku jin desu. Isan desu. Kangoku jin desu. Là chị Y, người Hàn Quốc. Vậy trong trường hợp này, thay vì hỏi là người kia là ai vậy, bởi vì bé gáo xám nhìn thấy là một chú có vẻ lớn tuổi hơn mình và bé muốn hỏi một cách lịch sự hơn, thì bé sẽ hỏi là Ano kata wa donata desu ka? Ano kata wa donata desu ka? Vị kia là vị nào vậy? Wan sensei desu. Wan sensei desu, nghĩa là thầy Wan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay cùng với mình. Các bạn nhớ ôn và luyện tập nhiều hơn về mẫu ngữ pháp ngày hôm nay nha. Hey minasan, sayonara. Mata kondo yoroshiku negaishimasu.